đi được không? Không biết nữa. Ok không? Được. Hả? Được. Thôi lên đi không xuống sao? Cứ đi lên mà tấn sức. Gạo nào? Dạ hả? Đi chưa? Đi về đi lấy gì? Nó có cái nhà để cái xác của cái thầy gì nữa đó. Mà ta thấy đường lối kia. Bên kia, bên kia, bên kia, Campuchia đó. Hả? Hả? Chọn dây đi. Đeo đúng kiểu như trường. Con. Hả? Đây. Đây cái dây này. Con trai thường dây giống như vậy. Tùy em chọn mà. Dạ ăn. Mày mua bia. Nóng quá. Ba dòng bao nhiêu em? Xe 40 trăm trả. Vô vừa không? Vừa. Để thử đây. Có bị chật không? Không. Mệt hả? Thấy chưa? Cái chậm chậm thôi. Tới rồi nè. Đến giờ ăn mấy miếng thịt bò rồi đó. Tới rồi đó. Nhanh không? Biết chứ. Đi dọc đường mượn được cô bé cái quạt.
Nó đẩy giày dép kìa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang y phục trước khi vào chùa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Hàng này đúng không? Hàng kia. Cái này không? Đâu đi cẩn thận nè.
Lên được không? Được chứ, không chờ chị đó. Má nó có một cái lùn đấy, không có gì đâu. Ừ. Chị vô á. Ừ. Chứ nó có hang động nó sẽ to cái. Anh nghĩ cái này là cái động. Đổ chị oxy vô. Wow. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chị oxy vô cái gió. Cái gió chứ không, nó không có khoáng gì đâu. Em thấy khoáng luôn. Sắp sửa trở thành tôn đi không, tôn mà không rồi. Địa tạng Vương Bồ Tát. Ôi mà gọi là Điện Tâm. Ừ. Chị biết Điện Tâm chị không? Địa tạng Vương. Địa lại dưới. Con hổ được không? Ừ. Chị chưa biết gì về cho hết đi. Còn nữa kìa. Hả nè. Hết rồi không? Hết rồi. Tôi đã thấy được cái lỗ nè. Mình đã thấy được một cái lỗ duy nhất. Ô, cũng không phải à. Nó có cái đường ống dẫn thông á. À đây, cho nên nó cũng có khí cả chứ. Ừ, cô xì vô á. Nên nó cũng có cái khí chứ không chỉ nóng không bị chuyển nổi đâu. Ô, vẫn còn đó nha. Vẫn còn. Đi tiếp, mình đi một vòng á, thành tính quả luôn. Được tới đây luôn hay giờ.
Thì vẫn không à. Xíu à. Xa xa bên kia là biên giới Campuchia, thấy không rồi, rõ rõ bên kia, bên kia biên giới Campuchia. Cây này là cây này cái gì nữa? Sa la hả? Ừ. Ủa, cái nhà cứ hồ ha. Em có số Zalo không? Không, cho anh xin số Zalo đi. Dạ. Anh đang đọc số điện thoại của anh đi. 0903 190589 190589. Em chưa biết đánh dần tên anh sao? Mê gì? Mê gì vậy hả? Miu. Mi. Rồi đó. Ok. Chủ xe. Dạ, nhớ quá. Biên giới Campuchia hả? Núi á, chưa qua. Ủa chết rồi, em gọi lộn cho ai rồi sao không thấy qua? Chết em rồi, chết em rồi. Sao chết? 0903 190589 đúng không? Chết rồi mà sống qua. Mặt sống. Trong mặt sống rồi. Đổ chuông mà. Nè đi. Mặt sống rồi. Mặt sống thì sao? Mồ hôi không ơi.
Đi được không kìa, còn nữa kìa. Mọi người cứ đi đi, chị từ từ này lên chơi thôi. Đi hành trình tránh quả luôn. Đi mới có 2 cây số rồi. Thấy không? Đợt em leo núi Bà Đen á. Em leo tới một cây số mà dắt đứng. Em leo khoảng 4 tiếng. Đi. Vô. Ở đây em không sợ một mà em sợ lăn ở trên. Rắn. Có không ta? Trộn vía là không. Đừng nha, đừng nằm phơi nắng nha, nó chế. Mát nhờ. Nó chế wow. Đừng ra phơi nắng. Cái cây vẫn không thấy cây đại tiên ha. Phật đã ngủ. Chị nằm với tư thế của Phật là chị ngủ ngon nhất. Tại vì nó không bị ép tim. Chị tim mình nằm ở đây. Thế mình quay về bên phải thì mình nói chung nằm tư thế là chuẩn. Cái này không xi nhây bằng cái đi cái động không nha. Đi vô trong lòng núi đúng. Nè hay thôi. Cái lúc đi lên cực kỳ mát có ổn. Tối chắc là lạnh lắm nha. Sương cứ xuống. Đá không đấy. Cây này cây vú sữa. Lâu đâu chị? À đúng rồi. Đúng rồi. Cây nhỏ luôn. À, kìa hóa chơi trái luôn kìa. Cây này hơi bị to. Thôi thấy đó là thôi. Đố mà nhìn được con cuốn chiếu bám trên cây á. Kinh luôn. Quá trời. Quá trời, cây vú sữa nhiều quá, đây một cây nữa nè. Thằng té nha. Hết hả? Hết rồi. Mình em không biết có nên vòng qua đó nhưng mà hơi ghê. Không, đó chỉ là đi ấy thôi. Mát thiệt. Hôm nay đúng ngày đi chùa lý tưởng. Khác chưa? Nghe chị hả? Làm cái canh chữ nào mày? Làm tóc lèo nổi bật. Tóc lèo. Tóc lèo sao thấy được? Hả? Tóc lèo màu được. Là màu xanh lá cây đi. Nhưng thôi chị đại cái gì đó. Thấy được cái lèo. Từ đây ra biên giới gần không? Gần. Ra biên giới chơi đã biết. Đi đâu? Đi. Đi mình giờ đây mình vô hay đi vô uống nước cốc nốt đi. Ừ. Rồi ngày xong mình phải đi. Ừ. Mấy giờ ta? 10 giờ rồi. Đi đi. Đây chị dẫn đi uống nước cốc nốt. Vô đây nè, vô cái là tới. Đi xe vô. Vô nó ngồi. Hái đi, hái trái đi, hái trái gì, chiên ăn. Hái đi. Hái gì chiên ăn. Trái xà la, trái gì sơ kê đi. Sơ kê ông ơi. Cái này là xà la. À. Sơ kê là nhà chị Thủy á. Kê nhà mới nãy kìa. Ừ nhưng mà chưa có trái. Nãy có trái không? Ừ. Lên đi xe động quá trời đó. Lúc đi xe tụi nó có động rồi á. Chạy vô khoảng 20 phút rồi tới chỗ.
nãy mình đi đường này thôi, chúng ta hay đường khác thôi. Có cái núi bận nữa đâu ta, nó bận là nặng. Hình như đường 2 chiều hay sao nhỉ? Ừ, đường, một đường lên, một đường xuống. Đâu phải ra nữa rồi. Thôi, bận rồi. Cái chuông á. Nó có quay, cái ông không quay con chó. Ông quay không kêu. Bắt tay. Hỏi. Mà con chó nó ngơ rồi. Đường đi xuống cái xích này đường nào? Đường này xuống đi, mình đi này xuống là xuống. Đường này xuống. Giống như là rừng thiên nút động á, nút động luôn. Máy lủng hết trơn. Nhưng mà đường đúng đường 2 chiều á. Đường 2 chiều đúng không? Đúng rồi, nắng chui là cánh quả rồi đó. Cảm ơn. Thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Xuống được không? Hả? Tụ hả? Mày lên đường á, con ngồi tụt ám. Mệt hả? Mệt hả hay sao? Qua nó ẩm vô. Đi giúp dắt, không đỡ mệt hơn. Nhìn ra là Beo vẫn yêu đời chán. Có đời mà còn không yêu, biết yêu gì trời. Yêu đời yêu hiền. Đốt khói quá nó bốc khói lên trời đó. Cháy. Ừ.
ngọt á. Mình hay quá. Hành chánh quả rồi, hành chánh quả rồi đó. Hành chánh quả. Chắc chặt gặp trong giấc mơ quá. Anh là bạch mã hoàng tử hả? Chắc vậy quá. Đây con này con bạch mã này nè, 10 năm rồi đó. Sao con này là nó bạc mà. Con này bạch mã nè, 10 năm rồi, 10 năm tuổi rồi. Nè, ở đây có số N nè. Biết số N là gì không? Hả? N là nô á. Hả? Là dừng đèn xanh, đèn đỏ. N là no hoặc never. Dừng hoặc là not available. Nè, số tự nhiên không đếm được đó. Không đếm được á. Đây chùa. Ừ. Đúng rồi.